Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Theo Bộ Quốc phòng Nga thông báo vừa qua, không quân nước này cùng đơn vị máy bay không người lái UAV trinh sát đã thực hiện cuộc không kích vào sở chỉ huy của quân đội Ukraine ở Kherson. Cụ thể, hàng tin tát trích dẫn báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trinh sát đường không ở huyện Kakhovka thuộc tỉnh Kherson, đơn vị điều khiển UAV đã phát hiện binh sĩ Ukraine xuất hiện bên trong một công trình bỏ hoang. Sau khi phân tích dữ liệu về hình ảnh được UAV thu thập, chúng tôi xác định đó là một sở chỉ huy của đối phương. Binh sĩ trinh sát Nga sử dụng thiết bị bay không người lái drone để theo dõi một tòa nhà bỏ hoang. Phát hiện một người mặc quân phục dạ chiến và một người mặc thường phục đi lại bên trong. Một số dấu hiệu khác cho thấy đây có thể là cứ điểm của Ukraine như các nhu yếu phẩm xếp bên ngoài và dây cáp, anten mắc trên cửa sổ quân đội Nga cho biết, sau quá trình phân tích thông tin, trinh sát kết luận đây là sở chỉ huy của đối phương. Họ tính toán sức nổ và những tham số cần thiết để đánh sập công trình, sau đó chuyển dữ liệu cho không quân. Máy bay Su-34 đã thả bom nổ mạnh FAB-1500 và FAB-250 vào mục tiêu này. Drone trinh sát Nga cũng ghi lại hàng loạt vụ nổ, sau đó tiếp cận và cho thấy tòa nhà đã bị hư hại nặng. Một vật thể màu trắng dường như là anten thu phát tín hiệu Internet vệ tinh Starlink nằm giữa đống đổ nát. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, trinh sát tiền tuyến xác nhận mục tiêu đã bị đánh trúng. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Sau khi xung đột bùng phát hồi tháng 2 năm 2022, nga đã nhanh chóng kiểm soát toàn bộ tỉnh Kherson. Nhờ chiến dịch phản công chớp nhoáng cuối năm 2022, Ukraine đã giành lại các khu vực bên bờ tây sông Dniester. Quân đội Ukraine cũng từng nhiều lần điều quân đổ bộ vào tiền tuyến của nga ở Kherson, nhằm lập đầu cầu và phát động chiến dịch tấn công về hướng bán đảo Crimea. Tuy nhiên, những nỗ lực này đều không thành công và bị đẩy lùi cách đây ít lâu, ông Vladimir Sando, thống đốc ngân hàng ở vùng Kherson, cho biết Ukraine đã chuyển một số đơn vị ở khu vực này tới Donetsk và Kursk trên lãnh thổ Nga. Điều này đã làm suy yếu lực lượng Kiev ở Kherson. Ông giải thích rằng hoạt động của Ukraine ở bờ trái sông Dnepr đã giảm và các binh sĩ Ukraine đang cố gắng tự vệ. Ông cũng cho biết quân đội Ukraine hiện không tấn công vượt sông hoặc xây dựng các công sự kiên cố. Quan chức Ba Lan mới đây chia sẻ, nước này sẽ cung cấp thêm máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine khi Vaksava lấp đầy khoảng trống của lực lượng không quân bằng các khí tài phương Tây. Theo ông Piotr Lukasiewicz, đại biện lâm thời của Ba Lan tại Ukraine, trong một cuộc phỏng vấn với Ukraineform vừa qua cho biết, Ba Lan đang chuẩn bị nhiều gói viện trợ khác nhau cho Ukraine. Ông cũng đồng thời nhấn mạnh, trong 2 năm qua, Vaksava đã cung cấp máy bay MiG-29 cùng phụ tùng thay thế cho Kiev. Song song với đó, Ông Piotr Lukasiewicz lưu ý rằng Ba Lan vẫn còn khoảng từ 10 đến 15 máy bay MiG-29 và chúng vẫn đang được không quân Ba Lan sử dụng. Thêm vào đó, Warsaw đang chủ trương hiện đại hóa lực lượng không quân bằng việc mua vũ khí mới từ các đối tác phương Tây như máy bay chiến đấu F-16 và F-35. Quá trình này đang diễn ra nên Ba Lan chưa thể chuyển giao toàn bộ số chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine vì những chiếc máy bay này vẫn đang làm nhiệm vụ bảo vệ không phận. Ông Piotr Lukasiewicz nhấn mạnh, với mục tiêu chiến lược là hỗ trợ Ukraine, chúng tôi kêu gọi các đồng minh giúp Ba Lan lấp đầy khoảng trống do việc chuyển giao MiG-29 tạo ra. Về cơ bản là các đồng minh cần gửi một số phi đội máy bay chiến đấu hiện đại đến Ba Lan để chúng tôi có thời gian thiết lập năng lực quân sự của riêng mình. Sau đó, có thể chuyển giao những chiếc MiG-29 mà các phi công Ukraine thấy cần thiết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi cuối tháng 8 cũng cho biết, ông đang vận động Ba Lan chuyển giao tiêm kích MiG-29 giúp Ukraine cải thiện năng lực phòng thủ trên không. MiG-29 là máy bay chiến đấu hai động cơ được thiết kế như một máy bay chiếm ưu thế trên không trong những năm 1970. Cùng với máy bay chiến đấu Su-27, MiG-29 được phát triển để chống lại các tiêm kích mới của Mỹ như F-15 Eagle và F-16 Fighting Falcon. MiG-29 đi vào biên chế trong không quân Liên Xô năm 1983. Các biến thể gần đây như MiG-29M có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ với một loạt vũ khí không đối đất và đạn chính xác. Biến thể hải quân MiG-29K có thể hoạt động trên tàu sân bay. Các biến thể sau này có động cơ cải tiến, buông lái bằng kính với hệ thống điều khiển bay HOTAS, radar hiện đại và cảm biến tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại, cũng như khả năng chứa nhiên liệu bên trong được tăng cường để tiếp nhiên liệu trên không. Trong cuộc xung đột nga Ukraine năm 2022, những chiếc Su-27 và MiG-29 được sử dụng như các máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không. Nhưng có báo cáo cho hay, 10 chiếc MiG-29 đã bị bắn hạ trên mặt đất và cả trên bầu trời. Kể từ khi xảy ra xung đột với Nga vào tháng 2 năm 2022, UAV Bayraktar TB2 đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự của lực lượng Ukraine. Theo đó, UAV Bayraktar TB2 có thể giám sát và điều khiển từ xa hoặc bay tự động do công ty Bayka của Thổ Nhĩ Kỳ thiết kế và phát triển. Máy bay đã tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực tình báo, chỉ định và cả tấn công mục tiêu. Và theo Reuters mới đây đưa tin, công ty Bayka của Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch hoàn thành việc xây dựng nhà máy sản xuất máy bay không người lái Pedacta tại Ukraine vào tháng 8 năm 2025. Theo Tổng Giám đốc Điều hành Haluk Pedacta, nhà máy đã hoàn thành 80% và đã đặt hàng các thiết bị cần thiết. Việc bắt đầu sản xuất sẽ phụ thuộc vào diễn biến của cuộc chiến, nhưng cơ sở sẽ sẵn sàng trong khung thời gian đã chỉ định. Nhà máy sẽ sản xuất máy bay không người lái Pedacta TB2 hoặc phiên bản nâng cấp TB3 có thể mang nhiều vũ khí hơn. Về PK, đây là một trong những công ty sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới. Công ty này do kỹ sư Odemi Perakta, cha của ông Haluk Perakta thành lập trong những năm 1980. Đến đầu những năm 2000, công ty Pekka bắt đầu ưu tiên thiết kế về sản xuất máy bay không người lái để bổ sung vào các nỗ lực quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ. Việc phát triển UAV TB2 bắt đầu vào năm 2007 và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn UAV này vào năm 2014 trong khoảng thời gian này UAV TB2 bắt đầu thu hút được nhiều sự chú ý nhờ tham gia các hoạt động chống nổi dậy nhằm vào đảng công nhân người Cớt PKK ở phía bắc Iraq và Syria. Được biết cấu hình tiêu chuẩn TB2 hiện tại bao gồm module camera quang điện tử EO, module camera hồng ngoại IR, thiết bị công cụ tìm kiếm và hệ thống điều khiển laser được tích hợp phần mềm và hệ thống điều khiển tiên tiến. Bedakta TB2 có chiều dài 6,5m, chiều dài sải cánh là 12m trọng lượng cất cánh tối đa 650 kg. TB2 có tốc độ hành trình 130 km một giờ và đạt tốc độ tối đa 222 km một giờ, trần bay 8.200 m. UAV có khả năng hoạt động 24 giờ liên tục ở khoảng cách 150 km so với đài điều khiển. TB2 được trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser MAML với 4 loại đồng nổ có khối lượng tối đa 22 kg. Ngoài ra, nó có thể mang theo hai tên lửa chống tăng UMTAS nặng 37 kg đường kính 160mm, tầm bắn 500 đến 8000 m Việc UAV TB2 có nhiều khả năng hoạt động khiến nó trở thành loại vũ khí có khả năng xuất khẩu cao. Ngày nay, UAV TB2 có thể được tìm thấy tại 13 quốc gia. Trước khi có màn thể hiện xuất sắc tại xung đột Ukraine, thì tiếng tăm của UAV TB2 cũng đã vang xa khi hỗ trợ thành công quân đội Azerbaijan trong cuộc xung đột với Armenia tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh năm 2020. Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng ở giai đoạn nước rút đang diễn ra rất quyết liệt. Khi hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa bám đuổi nhau xít xa về tỷ lệ ủng hộ, cả hai ứng cử viên đều nỗ lực giành sự ủng hộ của các cử tri ở các bang chiến địa. Các kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ lâu nay luôn xuất hiện yếu tố bất ngờ và mọi kịch bản sẽ không loại trừ trong cuộc bỏ phiếu ngày 5 tháng 11 tới. Mới đây, theo New York Times, 82 người Mỹ từng đoạt giải Nobel vật lý, hóa học, y sinh và kinh tế đã ký một bức thư ngỏ ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris làm tổng thống trong nhiệm kỳ tới. Bức thư viết: "Đây là cuộc bầu cử tổng thống có ý nghĩa quan trọng nhất trong một thời gian dài, có lẽ là từ trước đến nay, đối với tương lai của khoa học và Mỹ. Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, ủng hộ mạnh mẽ bà Harris." Bức thư đánh giá cao bà Harris vì đã hiểu rằng mức sống và tuổi thọ gia tăng trong hai thế kỷ qua phần lớn là kết quả của những tiến bộ trong khoa học và công nghệ. Các nhà khoa học cảnh báo Ngược lại, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ gây nguy hiểm cho bất kỳ tiến bộ nào trong mức sống của chúng ta, làm chậm tiến trình khoa học và công nghệ và cản trở phản ứng của chúng ta đối với biến đổi khí hậu. Còn các nhà kinh tế chỉ ra rằng, chính sách thuế và thuế quan của ông Trump có khả năng gây lạm phát và tăng mức thâm hụt ngân sách liên bang. Các yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của nền kinh tế là pháp quyền và sự ổn định về kinh tế chính trị. Ông Trump đe dọa tất cả những điều này các nhà kinh tế nhận định. Theo đài CNN, bức thư đóng vai trò như một dấu chấp thuận dành cho bà Harris vào thời điểm chưa đầy 2 tuần trước ngày bầu cử, đặc biệt là ở lĩnh vực kinh tế, một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu đối với cử tri Mỹ. Kỳ bầu cử tại Mỹ năm 2024 từng chứng kiến nhiều diễn biến bất ngờ, đặc biệt là khúc cua khi tổng thống đương nhiệm Joe Biden quyết định rút khỏi đường đua và ủng hộ phó tổng thống Mỹ Kamala Harris thay ông gánh vác trọng trách chèo lái con thuyền của Đảng Dân chủ trong cuộc đua với ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Với tỷ lệ ủng hộ dành cho hai ứng cử viên Tổng thống không chênh lệch nhiều trong các cuộc thăm dò dư luận, kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay khó đoán định. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng vì hai bên bám đuổi xít sao cho nên chỉ những thay đổi nhỏ cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Trong khi chính trưởng Mỹ luôn tiềm ẩn diễn biến bất ngờ, khó lường, có thể làm lệch cán cân giữa hai ứng cử viên và thay đổi cục diện cuộc đua. Mới đây, Times of Israel đưa tin lực lượng phòng vệ Israel IDF đã xác nhận 4 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương, trong đó có 3 binh sĩ bị thương nặng khi nhóm tác chiến mặt đất của IDF ở một địa phương miền Nam Li Băng bị lực lượng Hezbollah phục kích. Theo cuộc điều tra của IDF, một số chiến binh Hezbollah đã chui ra khỏi đường hầm rồi ném lựu đạn bất ngờ về phía đội hình Israel. Các binh sĩ Israel đã nã đạn về phía Hezbollah nhưng chưa rõ thương vong. Vụ việc trên xảy ra đã đánh dấu một trong những sự cố riêng lẻ gây thiệt hại nặng nhất về nhân lực mà Israel phải hứng chịu kể từ khi mở chiến dịch trên bộ nhắm vào các vị trí của phong trào Hezbollah ở miền Nam Liban cách đây gần một tháng. Theo truyền thông Israel, tổng cộng 21 binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ đầu chiến dịch tại quốc gia láng giềng. Trong khi đó Hezbollah tuyên bố đã hạ hơn 70 lính Israel, phá hủy 28 xe tăng chủ lực Merkava, 4 xe ủi đất quân sự một thiết giáp và một xe chở quân. Nhóm vũ trang Li-Băng cũng thông báo đã bắn rơi ba máy bay không người lái UAV Hermes 450 và một phi cơ Hermes 900 của đối phương. Hezbollah bắt đầu phóng rocket, tên lửa và máy bay không người lái UAV vào lãnh thổ Israel sau khi giao tranh tại giải Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Nhóm vũ trang Li-Băng tuyên bố đây là hành động bày tỏ đoàn kết với đồng minh Hamas và chỉ dừng lại khi có lệnh ngừng bắn ở giải Gaza xung đột gần đây gia tăng nghiêm trọng sau khi israel không kích hạ sát hàng loạt quan chức cấp cao của hezbollah trong đó có thủ lĩnh hassan nasrallah và mở chiến dịch trên bộ hạn chế vào miền nam liban hezbollah đáp trả bằng cách liên tục nã pháo phóng rocket tên lửa vào miền bắc israel và giao tranh với bộ binh nước này gần biên giới nhóm vũ trang hezbollah thường tránh đối đầu trực diện để hạn chế thiệt hại trước lực lượng israel vượt trội về năng lực quân sự họ chủ yếu là áp dụng chiến thuật du kích sử dụng mạng lưới địa đạo để ẩn nấp và bất ngờ tập kích đối phương. Đây cũng là phương pháp đang được nhóm vũ trang Hamas, đồng minh của Hezbollah áp dụng tại giải Gaza. Lực lượng Hamas sẽ chọn thủ lĩnh mới của nhóm vào tháng 3 năm sau, song sẽ dự kiến danh tính của nhân vật này vì lý do an ninh. Theo người phát ngôn của nhóm vũ trang người Palestine, kể từ nay cho đến lúc đó, một ủy ban gồm 5 quan chức cấp cao sẽ phụ trách điều hành nhóm, Hamas đã không có người lãnh đạo cao nhất kể từ khi thủ lĩnh Zahia Sinwa thiệt mạng trong một cuộc tấn công của quân đội Israel ở Rafah. Ông Sinwa đã đảm nhận vị trí cao nhất của Hamas vào tháng 8, sau khi thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Hanize bị ám sát ở Tehran. Trong bối cảnh nhiều chỉ huy cấp cao của các nhánh trong Hamas thiệt mạng sau chiến dịch truy quét của Israel, giờ đây, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện đã được giao cho một ủy ban gồm 5 người, bao gồm ông Khalil Anhaiza, đại diện cho Gaza, ông Khaled Mesan, đại diện cho người Palestine ở nước ngoài. Ông Zahir Jabarin đại diện cho bờ Tây, ông Muhammad Dawis, người đứng đầu hội đồng cố vấn Sura của Hamas và thư ký cục chính trị, người không bao giờ được công khai danh tính. Ủy ban này vốn được thành lập để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định do gặp khó khăn trong việc liên lạc với ông Sinwar ở Gaza trước khi nhân vật này qua đời. Tất cả các thành viên hiện tại của ủy ban trên đều làm việc ở Qatar. Phần nguồn viên của Hamas cũng khẳng định khi Hamas chọn ra được một nhà lãnh đạo mới, tên của người này sẽ được dự kín vì lý do an ninh. Ông Khalil al làm việc tại Qatar và hiện dẫn đầu phái đoàn Hamas trong các cuộc đàm phán ngừng bắn với Israel. Ông al từng xác nhận cái chết của thủ lĩnh Sinwa trong một đoạn video vào tuần trước. Trong khi đó, theo hai quan chức Hamas nói với đài BBC, ông al đảm nhận nhiều nhiệm vụ của thủ lĩnh Sinwa và được coi là ứng cử viên nặng ký để thay ông Sinwa đứng đầu tổ chức cùng với chỉ huy nhánh quân sự. Mohammed Deib, thủ lĩnh Sinwa, được coi là người đứng đằng sau cuộc đột kích vào miền Nam Israel trong ngày 7 tháng 10 năm 2023. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình rằng ông Sinwa phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công tàn bạo nhất chống lại Israel trong lịch sử. Trong năm qua, ông Sinwa đã trốn chạy. Ông ta đã thất bại. Chúng tôi đã đưa ông ta ra trước công lý, và chúng tôi đã làm được." Hamas khẳng định họ sẽ tiếp tục tiến hành giao tranh nhằm vào Israel, và sẽ không trả tự do cho khoảng 100 con tin còn đang giam giữ ở Gaza cho đến khi Israel rút khỏi vùng đất này và thả tù nhân Palestine. Lực lượng Hezbollah mới đây đăng video phóng tên lửa bắn hạ UAV Hermes 450 trị giá 2 triệu đô la Mỹ của Israel trên vùng trời Liban. Video được nhóm vũ trang Hezbollah công bố cho thấy cảm biến quang học và hồng ngoại đang theo dõi máy bay không người lái UAV Israel trên vùng trời Liban một tay súng Hezbollah khai hỏa tên lửa phòng không vác vai, quả đạn tăng tốc và nhanh chóng bay về phía mục tiêu. Hình ảnh từ cảm biến hồng ngoại cho thấy tên lửa đánh trúng mục tiêu khiến UAV Israel bốc cháy và lao xuống đất. Hezbollah ít ngày trước tuyên bố hạ UAV Hermes 450 của Israel trên vùng trời Liban, song không nêu vị trí cụ thể. Lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận một UAV bị bắn rơi tại miền nam Liban, nhưng không tiết lộ chủng loại. IDF cũng thông báo đang điều tra sự việc. Khẳng định không lo ngại nguy cơ dò rỉ thông tin nhạy cảm từ xác UAV. Hồi giữa tháng này, nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban thông báo hạ một máy bay không người lái UAV Hermes 450 của Israel song không nêu địa điểm. Lực lượng này sau đó tuyên bố bắn rơi chiếc Hermes 450 thứ hai, thêm rằng phi cơ đã bốc cháy trên không phận Israel. Hezbollah không cung cấp video, hình ảnh về các sự việc. Lực lượng này từng nhiều lần công bố bằng chứng bắn hạ UAV Hermes 450 của Israel kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10 năm 2023. UAV Hermes 450 do hãng Elbit System của Israel sản xuất, giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1998. Hermes 450 được quân đội nước này sử dụng với vai trò tình báo, giám sát, thu thập mục tiêu và trinh sát. ISTR trong hơn một thập kỷ qua, UAV Hermes 450 được trang bị một động cơ cho công suất 52 mã lực, vận tốc tối đa 176 km/h, trần bay 5,4 km tốc độ leo cao 4,6 m một giây. UAV Hermes 450 không được trang bị bất kỳ vũ khí nào mà thay vào đó là một cụm camera bên dưới thân có khả năng quan sát cực kỳ cao. Về kích thước, UAV Hermes 450 có chiều dài 6,1 m, sải cánh 10,5 m và trọng lượng chỉ có 450 kg. Dòng UAV này có thể bay liên tục hơn 14 tiếng và truyền hình ảnh trực tiếp theo thời gian thực đến các trạm điều khiển bên dưới mặt đất. Camera của UAV Hermes 450 cho phép nó có thể quan sát cả ngày lẫn đêm dưới hình ảnh chất lượng cao hoặc dùng laser để xác định các mục tiêu ngoài camera ra thì UAV Hermes 450 còn có thể mang theo tối đa 150 kg thiết bị điện tử các loại tùy theo từng nhiệm vụ vừa qua tờ giờ tham của Anh đưa tin Israel đã buộc phải hoãn cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng vào Iran sau khi thông tin chi tiết về kế hoạch bị dò dỉ từ Mỹ trích dẫn một nguồn tin tình báo nắm rõ các cuộc thảo luận của Israel giờ tham đưa tin Aviv lo ngại dù không có mục tiêu tiềm năng nào được nêu tên trong tài liệu bị rò rỉ, nhưng các chi tiết được cung cấp có thể giúp Iran dự đoán một số hình thức tấn công nhất định. Theo nguồn tin, Israel đã thiết lập kế hoạch thay thế nhưng cần phải tập duyệt trước khi tiến hành. Nguồn tin hé lộ vụ rò rỉ các tài liệu của Mỹ đã làm chậm cuộc tấn công do cần phải thay đổi một số chiến lược và thành phần. Sẽ có một cuộc trả đũa nhưng mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Được đánh dấu là tuyệt mật. Các tài liệu này lần đầu xuất hiện trực tuyến vào ngày 18 tháng 10 trên ứng dụng nhắn tin Telegram và nhanh chóng lan truyền trên các kênh phổ biến với người Iran. Ngày 22 tháng 10, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết giới chức đang điều tra việc công bố trái phép các tài liệu tuyệt mật về các kế hoạch mới nhất của Israel cho cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng. Phát biểu với các phóng viên tại Rome, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết không có bằng chứng cho thấy bất kỳ nhân viên nào của văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng đang bị điều tra về vụ do gì. Về phần mình, Tehran đã chuẩn bị cho cuộc trả đũa của Tel Aviv. Trước đó, Iran đã khai hỏa khoảng 200 tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel. Cuộc tấn công đã khiến hầu hết người dân phải vào hầm trú bom. Một người đàn ông Palestine ở bờ tây thiệt mạng với nhiều thiệt hại ở các khu dân cư và căn cứ quân sự. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết cuộc tấn công không gây tác động nào. Ngày 23 tháng 10, phát biểu trong cuộc gặp các phi công và binh sĩ Israel tại căn cứ không quân Hatzerim. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan tuyên bố nước này vẫn sẽ không từ bỏ nỗ lực đáp trả Iran. Ông Galan nói, sau khi chúng ta tấn công Iran, mọi người sẽ hiểu được những gì các bạn đang làm trong nỗ lực chuẩn bị và huấn luyện. Bất kỳ ai từng mơ mộng đánh bại và tấn công chúng ta vào một năm trước đều phải trả giá đắt và họ sẽ không còn có thể mơ mộng nữa. Trong nhiều năm qua, Israel cũng đã tổ chức một số cuộc tập trận lớn, mô phỏng các cuộc tấn công tầm xa vào Iran để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu có thể xảy ra với Tehran. Đầu tháng này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng hành động trả đũa của Israel sẽ không bao gồm các cuộc tấn công vào các địa điểm phi quân sự. Trước đây, Israel được cho là đang cân nhắc các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc các địa điểm hạt nhân của Iran. Cả hai đều bị Mỹ phản đối vì khả năng căng thẳng hơn nữa, bao gồm cả các cuộc trả đũa của Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Israel hoặc các quốc gia khu vực khác liên kết với phương Tây. Mỹ và Qatar mới đây đã thông báo về việc nối lại các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở giải Gaza nhằm tìm kiếm các lựa chọn mới sau nhiều tháng không thể đạt được thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra hồi tháng 5 vừa qua. Nhân chuyến công du lần thứ 11 đến Trung Đông kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ở giải Gaza hồi tháng 10 năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Rashid Al Thani. Nội dung chính của cuộc gặp này là nhằm thảo luận về những lựa chọn có thể tính đến vào thời điểm này và những bước đi tiếp theo nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn. Sau cuộc gặp, ông Blinken nói rằng các nhà trung gian hòa giải sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán trong những ngày tới về các biện pháp chấm dứt xung đột ở Gaza và trả tự do cho các con tin bị bắt giữ. Ông nói, chúng tôi đang xem xét các lựa chọn khác nhau. Chúng tôi vẫn chưa thực sự xác định liệu Hamas có sẵn sàng tham gia hay không, Những bước tiếp theo là tập hợp các nhà đàm phán lại với nhau. Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm hiểu thêm trong những ngày tới. Ông Blinken cho biết đã thảo luận với Thủ tướng Qatar những vấn đề liên quan cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa và thúc đẩy nỗ lực đàm phán không mấy thành công thời gian qua. Theo đó, hai bên đang tìm kiếm một kế hoạch để Israel có thể rút quân, Hamas không thể tái thiết và để người dân Palestine có thể xây dựng lại cuộc sống và tương lai. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán. Về phần mình, Thủ tướng Qatar cho biết các phái đoàn Israel và Mỹ sẽ họp tại Doha về lệnh ngừng bắn. Theo nhà lãnh đạo Qatar, các nhà trung gian hòa giải của nước này đã khởi động các cuộc gặp với đại diện của phong trào Hồi giáo Hamas trong vài ngày qua, sau khi thủ lĩnh Yahya Sinwa của phong trào này thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Israel tại giải Gaza hồi tuần trước. Thủ tướng Sheikh Mohammed nói thêm rằng các nhà trung gian hòa giải của Ai Cập cũng đang tiếp tục thảo luận với Hamas. Theo Financial Times đưa tin, các công ty quốc phòng hàng đầu thế giới đang đầu tư mạnh vào việc phát triển vũ khí laser chi phí thấp để đối phó với thiết bị bay không người lái UAV. Ấn phẩm này nhấn mạnh, các công ty quốc phòng đang đẩy nhanh kế hoạch phát triển vũ khí laser chi phí thấp khi quân đội trên khắp thế giới đang tìm cách ứng phó với UAV. Financial Times lưu ý, chúng ta đang nói về các nhà thầu hàng đầu như tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ Mỹ RTX. Công ty quốc phòng đa quốc gia Quinetikil của Anh. Nhà thiết kế và sản xuất hệ thống tên lửa MBDA hàng đầu châu Âu, các công ty được cho là đang đầu tư mạnh và các công ty tiền tiến từng có một thời gian dài được coi là khoa học viễn tưởng hơn là thực tế. Theo ấn phẩm, cuộc đua phát triển vũ khí có chùm tiên laser, có thể cắt xuyên kim loại và phá hủy các thiết bị điện tử, đã trở nên cấp bách khi chính phủ các nước đang cố gắng tìm ra những cách tiết kiệm chi phí hơn để chống lại UAV và tên lửa. Các chuyên gia nhận định, sự gia tăng xung đột bằng UAV đã làm nổi bật sự bất cân xứng về chi phí mà các chiến lược gia quân sự phải đối mặt khi chi tiêu phòng thủ vượt quá chi tiêu tấn công. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng ngay cả khi công nghệ này đã được phát triển hoàn chỉnh, vũ khí laser và các vũ khí năng lượng định hướng khác vẫn nên được xem như một khả năng bổ sung trên chiến trường, chứ không phải là thuốc chữa bách bệnh. Mặc dù việc phát triển vũ khí laser vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm, nhưng kết quả đầu tiên đã được ghi nhận theo đó rtx corporation đã thử nghiệm thành công một số nguyên mẫu tại khu huấn luyện quân sự cho thái độ chính xác cao khi bắn hạ máy bay không người lái và các mục tiêu nhỏ trên không công ty quinetq của anh cũng thể hiện những thành tựu của mình trong lĩnh vực này vũ khí laser của quinetq đã đánh chặn thành công các máy bay không người lái trong điều kiện chiến đấu thực tế vào tháng 4 vừa qua, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết sẽ đẩy nhanh quá trình phát triển laser Dragon Fire. Vũ khí này hiện sẽ được triển khai trên các tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh vào năm 2027, sớm hơn 5 năm so với kế hoạch ban đầu. Dragon Fire được thiết kế để có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào có thể nhìn thấy được. Bộ Quốc phòng Anh mô tả, đây là loại tiên laser quân sự tiên tiến trong tương lai, đồng thời tiết lộ độ chính xác mà Dragon Fire đạt được, thể hiện bằng khả năng bắn trúng đồng xu một bảng anh từ khoảng cách 1.000 m. Mới đây, Đức và Anh ký thỏa thuận quốc phòng song phương mới nhằm phát triển vũ khí tấn công chiều sâu, hệ thống máy bay không người lái drone trên biển và các loại drone khác có khả năng bay cùng máy bay chiến đấu. Theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh, đây là thỏa thuận quốc phòng đầu tiên thuộc loại này giữa London và Berlin. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Halley đã ký quyết định Trinity House tại London. Phát biểu tại sự kiện, Bộ Quốc phòng Anh John Halley cho hay, thỏa thuận này là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa Anh và Đức và cũng là sự tăng cường đáng kể cho an ninh châu Âu. Ông Halley khẳng định, thỏa thuận đảm bảo mức độ hợp tác mới chưa từng có với lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp Đức, mang lại lợi ích cho an ninh và thịnh vượng, bảo vệ các giá trị chung và thúc đẩy cơ sở công nghiệp quốc phòng của chúng ta. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh Tình hình xung đột Ukraine đã cho thấy các quốc gia không được xem nhẹ an ninh với châu Âu. Ông Pistorius nói: Với các dự án trên không, trên bộ, trên biển và trên không gian mạng, chúng ta sẽ cùng nhau tăng cường năng lực phòng thủ, qua đó củng cố trụ cột châu Âu trong NATO. Theo ông Pistorius, đối với tôi, điều đặc biệt quan trọng là chúng ta phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa để củng cố sườn phía đông của NATO và thu hẹp khoảng cách năng lực quan trọng. Ví dụ như trong lĩnh vực vũ khí tấn công tầm xa, hai bên đã cam kết thực hiện một số dự án quốc phòng đột phá gồm phát triển các loại vũ khí tấn công chiều sâu mới có thể bay xa hơn và chính xác hơn so với các hệ thống hiện tại vũ khí tấn công chiều sâu đời mới bao gồm tên lửa hành trình phóng từ trên không tầm xa storm shadow của mbda mbda là công ty đa quốc gia châu âu chuyên phát triển sản xuất các loại tên lửa london cho rằng các yêu cầu chung và học thuyết quân sự cho các hệ thống tầm xa trong tương lai vẫn cần được phát triển thông tin về kinh phí phát triển vũ khí tấn công chiều sâu không được công bố nhưng theo nguyên tắc chung và các điều khoản của hiệp định trinity house thỏa thuận này ràng buộc cả hai bên tham gia chia sẻ toàn bộ chi phí và lợi ích của các dự án liên quan dự án vũ khí tầm xa chung giữa anh và đức được đưa ra ngay sau khi anh cam kết với chương trình tiếp cận tấn công tầm xa châu âu elsa elsa có sự tham gia của anh đức pháp ý và ba lan Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn việc cung cấp một số hàng hóa lưỡng dụng cho Nga, bởi theo cáo buộc từ phương Tây, những linh kiện này hoàn toàn có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí, và thực tế Moscow đang duy trì ngành công nghiệp quốc phòng của mình qua con đường trên. Ấn phẩm Financial Times FT cho biết Ankara buộc phải công bố các hạn chế sau khi Mỹ đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia không tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ phải chịu hậu quả vì hỗ trợ quân đội Nga. Hiện các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ bị cấm cung cấp cho Nga sản phẩm nằm trong danh sách 50 mặt hàng ưu tiên cao những hàng hóa này được mỹ eu anh và nhật bản xác định là cực kỳ quan trọng đối với ngành công nghiệp quân sự nga trong danh mục hàng hóa chịu lệnh cấm vận bao gồm chủ yếu là thiết bị điện tử tiên tiến như bộ vi xử lý thẻ nhớ hệ thống điều khiển máy công cụ và một vài sản phẩm khác có thể được sử dụng trong quá trình sản xuất vũ khí một trong những nguồn tin của tờ financial times yêu cầu dầu tên nói rằng mặc dù đã có lệnh cấm tuy nhiên điều khoản áp đặt không được công bố công khai bởi vì đây là vấn đề nhạy cảm về mặt chính trị đây là kết quả rõ rệt khi chính quyền tổng thống Joe Biden cùng với các đối tác phương Tây trong suốt thời gian qua đã có những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm ngăn chặn việc cung cấp những sản phẩm lưỡng dụng cho Nga. Vào tháng 8, trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Matthew Asenroth đã gặp các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và một số nhà quản lý hàng đầu ở Ankara và Istanbul. Những người đang cố gắng ngăn chặn các công nghệ tiên tiến của Mỹ rơi vào tay đối thủ của họ. Ông Asenrod cảnh báo đại diện Thổ Nhĩ Kỳ về những hậu quả khó chịu nếu nước này không ngăn chặn việc cung cấp những sản phẩm đó cho Nga. Ông Asenroth nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên tờ FT. Chúng tôi tin rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã lắng nghe những lo ngại từ Washington và thấu hiểu. Chúng tôi có lý do để tin rằng sự hợp tác sẽ được tăng cường. Các lô hàng bao gồm sản phẩm do phương Tây sản xuất đi qua đất Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh kể từ tháng 12 năm 2023, sau khi Mỹ cảnh báo áp dụng biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với ngân hàng ở những quốc gia khác nếu họ vi phạm lệnh cấm vận chống Nga quân đội Nga đã bắt đầu xây dựng các kho đạn dược gần Novorossiysk. Động thái này của Moscow nhằm bảo vệ vũ khí trước các cuộc không kích của lực lượng vũ trang Ukraine. ABC Ukraine dẫn thông tin từ nhóm Ates cho biết, trong quá trình trinh sát trung tâm huấn luyện của Sư đoàn Tấn công đường không số 7 thuộc lực lượng vũ trang Nga gần Novorossiysk, nhóm Ates phát hiện và ghi lại quá trình xây dựng kho đạn quy mô lớn của Nga. Theo Ates, Nga đang xây dựng các kho đạn dược khép kín. Về lý thuyết, các nhà kho này chứa một lượng lớn đạn dược, bảo vệ chúng an toàn trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine. Nhóm này cũng xác định các hệ thống phòng không S-400 và S-300 đã được Nga triển khai xung quanh công trường xây dựng. Hiện phía Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên. Thời gian gần đây, lực lượng của Ukraine thường xuyên sử dụng các UAV nhắm vào các kho đạn dược, kho chứa nhiên liệu và trang thiết bị trên không của Nga. Các hoạt động tấn công đã cho thấy Kiev có khả năng nhắm tới các cơ sở quân sự chủ chốt bên trong nước Nga. Các quan chức Mỹ và các nhà phân tích chiến tranh cho biết, chiến dịch tấn công sâu này có thể làm phức tạp theo những hoạt động của Moscow bên trong Ukraine. George Barros, một nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, nhận định với Business Insider rằng chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine có thể gây khó cho Moscow trong việc tái khởi động các hoạt động tấn công vào mùa xuân tới. Ông Baros cho rằng thậm chí trước các chiến dịch gần đây, nhịp độ tiến công của Nga đã chậm lại ở phía đông Ukraine. Ông cho biết, chiến dịch của Ukraine nhằm vào các cơ sở chiến lược như các kho đạn dược sẽ chỉ làm thúc đẩy xu hướng trên, vốn có thể tiếp diễn trong những tháng tới, đặc biệt khi thời tiết tệ hơn và tác chiến trở nên khó khăn hơn. Ông barus nói, những khó khăn sẽ tích tụ dần vì nhiều lý do khác nhau mà không thể tránh khỏi. Nhưng tôi nghĩ tổn thất đạn dược là một nguyên nhân thúc đẩy xu hướng đó. Tuy nhiên trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Litva từng nhận định, Nga đã thành công xây dựng nền kinh tế thời chiến nhanh hơn so với dự đoán và hiện đang tăng cường sản xuất đạn pháo nhiều hơn so với thời điểm trước cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành những bước đi đáng kể để đưa nền kinh tế vào chế độ thời chiến. Chẳng hạn, mùa xuân năm ngoái, nhà lãnh đạo Nga đã yêu cầu giới lãnh đạo quân sự tăng cường sản lượng công nghiệp quốc phòng và ủng hộ sản xuất hàng loạt vũ khí. Bất chấp những nỗ lực quốc tế nhằm gây tổn thất cho nền kinh tế Nga thông qua các lệnh trừng phạt, Ông Kasiunat cho biết, nền kinh tế thời chiến của Moscow đã khôi phục nhanh hơn chúng ta dự đoán. Các quan chức và tướng Mỹ cũng đưa ra những đánh giá tương tự về sức mạnh quân sự của Nga. Số lượng đạn pháo tăng lên là một minh chứng quan trọng. Sản lượng đạn pháo cỡ nòng 152mm của Nga vượt hơn hẳn sản lượng đạn pháo cỡ nòng 155mm của NATO. Chẳng hạn, ở châu Âu, mức sản xuất hàng năm loại đạn pháo này là chưa tới 600.000 quả, trong khi ở Mỹ là dưới 350.000 quả. Bộ trưởng Casullas cho rằng tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tư rất nhiều GDP của đất nước, được cho là gần 7% vào chi tiêu quân sự nhưng vẫn phải cố gắng duy trì nền kinh tế đi đúng hướng.